Đấy, Pet cả Bư đang đùa với nhau. Úi trời. Ui thì Bư thì khổng lồ, mà Pet thì ôi rồi, Pet thì bé tí thì ti rồi. Pet ơi. Bư vừa tóm mới đã ngã ngửa rồi này. Đấy, ôi rồi. Quá trời, cũng ngoạm nhau kinh phết, cũng ngoạm kinh phết nhá. Ngoạm kinh phết là tụi đâu. Ai giờ, ai giờ, ai giờ. Được, được, được. Úi rồi. Bư chơi nhẹ thôi Bư, không chơi mạnh nhá. Bư không chơi mạnh nhá, Pet sợ nhá. Vả mặt Pet à. Nào, chiến đấu đi. Ui, Pet cũng không sợ, nó đùa kinh nhá. À, cái mặt bà Pet này. Ui, cái mặt bà Pet này. Mặt bà Pet này, ui giời, nhìn nó đều không. Bư, bư, bư. Bư, sửa đi. Bư to như con trâu ấy, nhìn như con nghé này. Ai da. Nào, nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi. Chơi nhẹ thôi Bư nhá. Không chơi mạnh nhá. Mày to mà không được chơi mạnh nhá. Hương làm em muốn đau nhá. Ao, ao, em gì? Đây cái bà này bà cũng gớm nhá. Ui rồi cái bà này bà cũng gớm. Ui rồi đuổi nhau, ui đuổi nhau. Hay phết đùa đâu. Pet 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 pet. Ui giời. Bư đâu rồi? Bư. Bư đâu, Bư đâu? Bư đâu ra xử lý Pet nào? Bư đâu? Ai Bư phiêu lại ngay. Bư đâu? Rồi, ui giời. Ấy dạ, bé kia nó cũng ham vui phết nhá. Ấy nó cũng vả kinh phết này. Ấy con to này nó cũng nhường ấy nhá, nó nhường nhường nó ra đùa thôi. Úi trời. À úi trời, cắn 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 cắn. Ông to này ông đùa thôi chứ ông mà cắn thì là xong luôn đấy. Bư ơi, nhường em nhá. Bư ở nhường em nhá, nó bé nhá. Vài cái bốc xe. Ui, chạy 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 chạy.